hello chào các bạn thì các bạn thấy là cũng đã tới lúc kết thúc của series này à, sau các cái bài học thì các bạn thấy là một cái công việc về itba nó có rất là nhiều thứ và chúng ta phải luyện tập và trải qua rất là nhiều thứ để mà chúng ta có thể trở thành một itba tốt tip của ngày hôm nay tip của buổi cuối cùng này đó là luyện tập không phải là điều các bạn làm một lần là giỏi luyện tập chỉ là điều giúp cho các bạn giỏi mà thôi thì các bạn hiểu là không phải là chúng ta học một lần chúng ta làm một lần là tự nhiên chúng ta giỏi đâu mà các bạn phải làm đi làm lại nhiều lần từ luyện tập nè chúng ta phải làm ra va chạm rất là nhiều trong thực tế thì các bạn mới trở thành một cái người giỏi được mới quen tay được mới làm tốt được à, quay lại thì trong buổi tổng kết này mình cũng lướt qua một số cái thông tin để mà giúp cho các bạn có thể uh, review lại ôn tập lại đầu tiên là itba là gì ITBA là BA làm việc trong domain IT trong môi trường công nghệ trong môi trường kỹ thuật số thì ITBA ấy, nó là hiện tại nó là một cái ngành hot hiện nay và thật sự ITBA không phải là một cái ngành BA lâu đời À, trong uh, cái series về bắt đầu vào nghề BA Mình cũng đã trình bày cho các bạn thấy rồi là BA là một cái nghề đã tồn tại cả ngàn năm rồi BA nó có tuổi đời cả ngàn năm rồi Thật sự là ITBA nó chỉ là một cái nghề có tuổi đời rất là trẻ thôi ITBA mình thấy chỉ cỡ chừng 50-60 tuổi thôi Chứ không có phải là một cái nghề cả ngàn năm như là nghề BA uh, ITBA thì nó thuộc nó phụ cho các công việc Ví dụ là chuyển đổi sản phẩm, nhu cầu, dịch vụ, business, sản phẩm số nè đó thì bản chất các bạn làm phần mềm chẳng qua các bạn chuyển đổi sản phẩm các bạn chuyển đổi nhu cầu nghiệp vụ thành một cái sản phẩm số thành một cái sản phẩm phần mềm thôi chỉ thật sự là các bạn sẽ thấy là các bạn làm phần mềm đó, nó chỉ là một trong các cái mảng của itba thôi ITBA các bạn phải overview lên các bạn phải đi từ về việc mà các bạn khởi đầu sáng tạo một sản phẩm như thế nào phát triển định hướng chiến lược của nó ra sao xây dựng cái cơ cấu roadmap cho nó như thế nào vân vân nữa rồi sau khi các bạn build phần mềm xong rồi build sản phẩm số xong rồi thì các bạn phải bán nó như thế nào rồi các bạn duy trì phát triển nó trong tương lai như thế nào nữa à, thì những cái thông tin đó thì mình cũng sẽ tạo một cái series mới một cái series về mặt là làm về digital product để giúp cho các bạn có thể hiểu rõ hơn về cái việc mà một khái niệm khác về ITBA còn trong cái series này thì thật sự là các bạn khởi đầu thôi các bạn bắt tay vào một cái người fresher một cái người junior về một cái sản phẩm số chúng ta đi như thế nào rồi sau đó chúng ta sẽ phát triển sự nghiệp của mình đi tiếp đi tiếp đi tiếp, tiếp trong tương lai à, công việc của ITBA thì như mình đã nói là chúng ta sẽ có phân tích nghiệp vụ rồi chúng ta có thể làm sản phẩm số rồi chúng ta sẽ chuyển đổi số rồi. thì những cái khâu này thì các bạn sẽ tạo thành một cái trọn vẹn nhất về itba chứ thật sự mà các bạn thấy kêu itba là ngồi làm phần mềm là trong cái tên ao sù không công ty ao nó chỉ là một cái khâu về mặt gia công cái về mặt làm sản phẩm thì chúng ta phải gia công sản phẩm chứ không có gia công thì làm sao chúng ta sẽ làm ra sản phẩm ra thị trường được thì các bạn sẽ thấy là thật sự các bạn trong công ty ao nó chỉ là mảng tính gia công thôi còn để trọn vẹn được một người itba thì mình sẽ có đầy đủ các series này cho các bạn. Thì series này nó sẽ tập trung vào việc phân tích nghiệp vụ. Còn tiếp theo á, mình sẽ làm các cái series liên quan tới sản phẩm số, liên quan tới chuyển đổi số để mà cho các bạn một cái đầy đủ hơn về một ITBA thì có thể nói series này mang tính là cơ bản đầu tiên. Rồi sau đó mình sẽ phát triển nâng cưỡng cái series cao hơn cho các bạn. Một quy trình làm việc chung của một bạn ITBA ở cái đoạn đầu một giai đoạn cơ bản này về phân tích nghiệp vụ á, đó là phân tích yêu cầu nè phân tích nghiệp vụ phân tích hệ thống làm UI/UX làm sao ra sản, sau đó làm ra sản phẩm là chúng ta sẽ test và chúng ta sẽ triển khai một cái quy trình làm việc đầy đủ của một cái giai đoạn về một bạn pressure junior về ITBA nó là như vậy. Một số cái tip để mà các bạn có thể dễ dàng làm việc hơn, nó nhất là các bạn nên làm, nắm rõ khái niệm định nghĩa nha. À, đây là một cái yếu tố mà các bạn mình luôn nhắc đi nhắc lại là các bạn phải nắm rõ khái niệm định nghĩa thì các bạn mới hiểu được công việc các bạn mới hiểu được công cụ thì các bạn mới làm việc tốt được chứ nếu không là các bạn sẽ kiểu là ủ cái công cụ này cái này nó khác nhau như thế nào các bạn sẽ rất là dễ nhiều cái nhầm lẫn đúng không rồi các bạn phải linh hoạt sử dụng nó chứ các bạn không phải là cứ nhất định là chỗ này phải phân tích bằng cái công cụ này chỗ kia và phân tích bằng công cụ kia chúng ta phải hiểu rõ và chúng ta phải linh hoạt tùy cơ ứng biến rồi phân biệt rõ business và system luôn phải làm cái này Chúng ta phải phân biệt rõ business và system để mà các bạn hiểu rõ khái niệm định nghĩa này, các bạn hiểu rõ công cụ nè. Và các bạn business và system các bạn phải biết được mình đang làm ở giai đoạn nào. Nó làm như vậy các bạn sẽ không bị nhầm lẫn nè. Thứ hai nữa các bạn làm rõ khái niệm thì các bạn sẽ biết được mình sẽ mô tả cái gì và các bạn sẽ không bị mấy bạn đép mà người ta cầm len người ta nói này nói kia. Và tiếp theo á, sản phẩm số cần đi kèm với quy trình số chứ không phải là các bạn mang cái sản phẩm mang cái quy trình số, tay bình thường các bạn áp phần mềm vô thì các bạn gọi là các bạn chuyển đổi số hoặc là các bạn làm quy trình số các bạn làm công việc số làm phần mềm thì phải tương ứng với nó phải có quy trình quy trình số hóa quy trình sử dụng phần mềm đó cái đó mới quan trọng không có đường tắt nên các bạn nên hiểu là tất cả mọi chuyện chúng ta làm đều không có đường tắt. Tất cả mọi con đường đi tới thành công đều không có đường tắt. Đòi hỏi các bạn phải học tập, phải đi làm việc rất là nhiều. Rộng, phải đi với sâu. Ở đây có nghĩa là cái gì? Các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều khái niệm BA. Người ta cứ nghĩ là làm công cụ nhiều, làm giỏi công cụ thì tự nhiên là một BA giỏi. Sai rồi. Để làm một BA giỏi bên cạnh cái chuyện là các bạn nắm rõ nhiều công cụ nữa. Các bạn làm được nhiều dự án thì các bạn phải sâu về từng cái nghiệp vụ nữa. Sâu về một cái ngành nghề nào đó sâu về từng cái nghiệp vụ nào đó chứ không phải là các bạn biết hết tất cả mọi thứ như thật sự coi lại các bạn chẳng biết cái gì cả mình thấy có rất nhiều bạn ITBA làm việc trong môi trường outsourcing đúng các bạn làm rất nhiều dự án các bạn tiếp xúc rất nhiều domain nhưng rồi các bạn nổ các bạn nổ với mình là uh, tôi làm rất nhiều dự án biết rất nhiều thứ mình chỉ cần hỏi một vài câu rất nhiều khi rất là cơ bản trong lĩnh vực uh, uh, chuyên môn thôi thì các bạn đã không trả lời được rồi nổ để làm gì các bạn và bản thân cái đó là các bạn tự làm hại các bạn nữa, đừng có nổ. Tại vì thật sự các bạn có làm nhiều, đúng không? Một giỏi một nghề còn hơn 10 nghề thì ở đây cũng tương tự như vậy. Các bạn nhiều đó làm cái gì? Nhiều, các bạn biết nhiều, ok, các bạn nhiều trải nghiệm, nhiều góc nhầm nhưng cuối cùng các bạn cũng phải nên chọn cho mình sâu về một cái gì đó, sâu về một ngành nghề gì đó, sâu về một lĩnh vực nào đó. Thì các bạn mới giỏi được. Thì các bạn mới trở thành chuyên gia được. Chứ các bạn không sâu, các bạn không có nhiều góc độ thì các bạn chắc chắn sẽ không thế nào là một cái người BA giỏi được hết đó. Rồi, cuối cùng nên nhớ nha, luôn vô chiêu thắng hữu chiêu. Nó cũng tương tự cái số 3 là linh hoạt sử dụng nhưng vô chiêu thắng hữu chiêu là cái quan trọng nhất đối với một ITBA hay là một BA nói chung đó là chúng ta chỉ mang vào chúng ta chỉ mang theo cuộc đời của chúng ta một cái hành trang đó là những cái công cụ, những cái kiến thức, những cái kỹ năng còn lại thì chúng ta sẽ linh hoạt sử dụng cho từng môi trường linh hoạt sử dụng cho từng cái công việc của chúng ta công việc nào cũng làm được đó mới là cái thành công của một bạn ba nói chung nên nhớ những chuyện này ok qua cái series itba này thì mình muốn hướng dẫn cho các bạn một cái cơ bản nhất về một cái công việc khi mà chúng ta bắt đầu vào ba trong một cái môi trường it trong một cái trường môi trường số hóa trong môi trường digital trong các series tiếp theo mình sẽ nói môi trường về mặt nâng cao hơn mình hy vọng cái series này sẽ giúp cho các bạn một cái nền tảng căn bản nhất về công việc itba hay lúa cho các bạn chúc các bạn thành công trong tương lai